Kiều Minh Tuấn khát khao có con, Cát Phượng úp mở chuyện sắp nằm ổ. Chia sẻ úp mở về chuyện nằm ổ, Cát Phượng khiến khán giả vui mừng và mong nữ nghệ sĩ sẽ sớm sinh con trong năm tới. Cách đây ít giờ, Cát Phượng bất ngờ chia sẻ lời tiên đoán của danh hài Hoài Linh về cô. Mày có thêm hai đứa nữa ngang, mày sẽ đẻ trong năm nay, khiến khán giả nghi ngờ chuyện cô đang mang thai. Không chỉ chia sẻ lời tiên tri của Hoài Linh, Cát Phượng còn chia sẻ một clip về quá trình chụp ảnh của các bé sơ sinh, khiến các fan không khỏi bất ngờ trước những chia sẻ của cô. Xem clip này mà khóc muốn xỉu không biết vì sao, chắc có lẽ vì hai đứa nhóc này cưng quá, đặt sao nằm im vậy, cưng gì đâu á. Ai sắp sinh em bé nhớ chụp hình y vậy cho bé ngang, ba mẹ bé cùng chụp luôn, để một đứa thì chụp theo kiểu một đứa. Anh Hoài Linh ơi, anh từng phán em câu, mày sẽ mua nhà, căn nhà trị giá 2,8 tỷ. Và đúng một năm sau, em và Kiều Minh Tuấn mua được căn chung cư hiện đang ở với giá 2,8 tỷ. Năm nay anh lại phán, mày còn hai đứa con nữa ngang, mày sẽ đẻ trong năm nay. Năm sau có khi nào em sinh đôi không vậy trời? Ông Linh ổng phán cái gì là rợn tóc gáy cái đó. Em sắp xếp mọi công việc sẽ hoàn tất vào cuối tháng 10, tháng 11 năm nay em nằm ổ ngang. Tháng 11 em nằm nghỉ dưỡng, thì em lại tiếp tục nợ cái live show của anh với khán giả nữa rồi. Đẻ trước để anh nha. Ôi sao em nói như đúng rồi vậy anh, làm như muốn là đẻ được vậy, ha ha, vậy đi biết đâu. Cát Phượng khiến khán giả luôn tò mò cũng khấp khởi vui mừng với câu chốt, tháng 11 năm nay em nằm mổ ngang. Sau khi đăng tải, rất nhiều người hâm mộ đã để lại những bình luận chúc mừng và mong nữ nghệ sĩ sẽ sớm có con cùng Kiều Minh Tuấn. Đáp lại tình cảm khán giả dành cho mình, Cát Phượng chăm chỉ trả lời bình luận của người hâm mộ và gửi lời cảm ơn đến họ. Chia sẻ của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được sự quan tâm khá nhiều người cũng như bạn bè. Mối tình đẹp giữa Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của khán giả. Câu chuyện tình yêu tưởng như chỉ có trong phim của cặp đôi khiến khán giả vô cùng yêu mến. Bởi giữa showbiz xô bồ vẫn có những tình yêu đơn giản mà lộng lẫy đến không ngờ. Cách đây ít ngày, Kiều Minh Tuấn cũng từng thổ lộ rằng anh rất khao khát có con cùng với Cát Phượng. Tuy nhiên hiện tại anh đang chuyên tâm chăm sóc cho bé Bơm. Với chia sẻ mới của Cát Phượng, tất cả người hâm mộ đều hy vọng rằng Cát Phượng sẽ sớm có con cùng Kiều Minh Tuấn để chuyện tình của hai người có được cái kết viên mãn. Kiều Minh Tuấn nghẹn ngào khi chia sẻ khát khao muốn có con với Cát Phượng. Lý Hải, tôi nóng tính, chỉ Trường Giang chịu được tôi, showbiz giả tạo nên tôi không chơi thân với ai. Giọng ca Trọn Đời Bên Em cho biết, cuộc sống hiện tại của anh chủ yếu ở nhà, anh không có bạn trong giới vì sợ sự giả tạo của đồng nghiệp. Lý Hải kể anh bị đồng nghiệp nhận xét không đẹp, lại già, xấu và hát không hay vẫn nổi tiếng. Khi chuyển sang làm phim điện ảnh, ai cũng tưởng anh là tay không bắt giặc, nhưng vẫn thắng lớn với mỗi lần phim lật mặt thu 60-70 tỷ đồng. Lý Hải nói anh đối diện bình thản với bất cứ nhận xét trái chiều nào về mình. Anh khẳng định mọi sự thành công trên đời đều do học hỏi cố gắng, không có gì từ trên trời rơi xuống. Chỉ Trường Giang chịu đựng được tôi, không đẹp trai lại già và hát không quá hay, nhưng khó hiểu là anh vẫn đắt show khi đi hát. Phim vẫn thắng lớn về doanh thu, anh lý giải nguyên nhân thành công của mình là gì. Phải chi tôi là người nào đó như viết kịch bản hoặc đạo diễn mà làm phim thắng thì người ta dễ chấp nhận hơn. Làm phim điện ảnh đâu phải đơn giản, bằng chứng là biết bao người làm và thất bại. Người ta từng làm hàng chục phim truyền hình, bước sang điện ảnh đã bị thua. Một ca sĩ chỉ biết cầm mic như tôi mà thành công ngay từ đầu thì chắc chắn sẽ không được ghi nhận và bị đánh giá là may mắn cũng là dễ hiểu. Tôi biết nhiều người nhìn tôi và không chấp nhận điều đó. Họ không hỏi trực tiếp tôi mà hỏi qua diễn viên đóng phim là ông Hải nhờ ai làm phim để đứng tên vậy. Người ta không thể nào chấp nhận một ca sĩ có thể làm chuyện đó. Lần này tôi muốn chứng minh phim Lật Mặt 3 để mọi người thấy chuyên môn của tôi cao hơn hai lần đầu. Mọi người cứ nghĩ tôi tay ngang, nhưng đâu ai biết tôi đã có 4 năm học tại trường sân khấu điện ảnh. Tôi học một cách bài bản, chỉ là có điều kiện áp dụng trước đây. Đầu tiên tôi học sản xuất, học biên kịch, sau đó học đạo diễn, không có thành quả nào từ trên trời rơi xuống. Những người từng làm việc với anh đều nhận xét anh khó tính, đến mức khiến người khác phát điên, hay cực đoan chỉ muốn mọi người làm theo ý mình, chuyện đó đúng bao nhiêu phần trăm. Về công việc, tôi chỉ thích hợp làm một mình, từ xưa cũng vậy, đi hát cũng một mình, không có quản lý. Giờ hợp tác với ai? Chờ xin ý kiến chắc khó chịu lắm, mình chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình. Khi tôi làm Lật Mặt 1, vốn chưa mạnh lại nhát tay nên phải đi kêu gọi đầu tư.
Khi sách kịch bản chào một số diễn viên, nhà đầu tư họ đồng ý, nhưng việc đạo diễn họ muốn để người khác làm. Có một diễn viên đã ký hợp đồng và ứng trước tiền rồi, nhưng cuối cùng lại báo bệnh trước ngày bấm máy 2 ngày. Cũng may đợt đó có Trường Giang chịu đựng tôi, Giang còn nhắn nhủ tôi, anh cẩn thận nha, đây là phim chứ không phải clip, bán nhà như chơi đấy. Sau đó anh em cùng xây dựng lại đường dây kịch bản tốt hơn. Từ bỏ ca hát và chuyển hướng làm phim điện ảnh, bây giờ anh muốn được gọi là ca sĩ hay đạo diễn Lý Hải. Tôi nghĩ mọi người sẽ có cái nhìn khác hơn về tôi. Đến giờ tôi không cần mọi người xác nhận mình là đạo diễn. Tôi thích mọi người nghĩ tôi là người đang học đạo diễn thì dễ chịu hơn. Khi bị đặt niềm tin quá lớn và một phim bị gãy thì chỉ trích nặng nề lắm. Tôi sợ cảm giác để mọi người hy vọng rồi nhận lấy thất vọng. Làm phim như một ván bài thắng thua không biết trước. Tôi chưa có cảm giác mình là đạo diễn, vì ra ngoài đường khán giả vẫn gọi tôi là ca sĩ Lý Hải. Bản thân tôi vẫn thích thế, mọi người cũng yêu mến tôi vì danh xưng ca sĩ Lý Hải. Tôi làm việc với tâm thế nhẹ nhàng nên không mưu cầu bất cứ danh xưng nào. Mọi người chưa công nhận đạo diễn Lý Hải có thể cái bóng ca sĩ quá lớn. Hình ảnh ca sĩ đã định hình trong trí nhớ của mọi người lâu rồi. Từ khi kết hôn với Minh Hà, anh luôn thể hiện là người chồng, người cha mẫu mực. Nhưng nói thật, khán giả ít tin vào những gì màu hồng, nhất là cuộc sống của người nổi tiếng. Có lẽ do thời gian tôi dành cho con nhiều hơn nên không quan tâm đến chuyện khác. Tính tôi rạch ròi giữa công việc và gia đình, ngay cả khi quay phim, xong việc là về nhà, không có chuyện hoẹn hò, cà phê hay đi nhậu riêng với ai. Ví dụ khi triển khai tiền kỳ hợp với các diễn viên, thì tôi gặp tất cả mọi người, chưa từng gặp riêng diễn viên nào. Với người đàn ông không để vợ ghen thì đừng làm gì để vợ khả nghi. Ngày xưa khi tôi còn là trai tưng, gái còn để ý, giờ là ông bố bốn con người ta nghe đã sợ rồi. Vợ chồng tôi tin tưởng nhau tuyệt đối, chưa bao giờ tôi mở điện thoại kiểm tra tin nhắn của bà xã và ngược lại. Điện thoại của tôi quên ở nhà cũng không sao, tôi càng thấy nhẹ người vì không phải nghe điện thoại để vợ nghe và giải quyết tất cả công việc. Em gái Trứng Thành dậy thì thành công đã đẹp lắm rồi, nhìn em út Harry Won hiện tại mới toát mồ hôi, mặt gợi cảm hơn cả chị gái. Mới trong một thời gian ngắn mà hai cô em gái của cả Trứng Thành và Harry Won đều thay đổi ngỡ ngàng. Mới đây, loạt hình ảnh mới nhất của Huỳnh Ân, em gái Trứng Thành đã khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi sự lột xác quá bất ngờ. Huỳnh Ân ngày càng xinh đẹp, dáng người cao và thon thả chẳng kém người mẫu. Nhìn thay đổi so với trước kia rất nhiều, chính vì điều này mà nhiều người cho rằng cô em gái của Trấn Thành đã dậy thì rất thành công. Em gái Huỳnh Ân của Trấn Thành, thời còn là học sinh, cô bé khá tròn trịa. Hiện tại Huỳnh Ân đã là sinh viên, nhìn phong cách khác hẳn, gương mặt rất đẹp và thanh thoát. Dáng người cao chẳng kém người mẫu. Ai cũng phải khen ngợi trước sự thay đổi của em gái danh hài nổi tiếng này. Còn nhớ hơn một năm về trước, trong đám cưới của Trấn Thành và Harry Won, quan khách đã được mãn nhãn khi gặp gỡ hội bạn bè và chị em vô cùng xinh đẹp của cô dâu. Lúc ấy, hai em gái của Harry Won được chú ý không hề kém chị. Gương mặt xinh đẹp tự nhiên và rất hút hồn. Vì sống kín tiếng nên Harry Won cũng rất ít khi chia sẻ hình ảnh của các thành viên trong gia đình. Bẵng đi hơn một năm, bây giờ nhìn em gái út Rudia Yu của Harry cũng đã lột xác ngỡ ngàng. Trái hẳn với gương mặt bầu bỉnh, còn có phần ngây thơ ngày nào, em gái của Harry Won dường như giảm cân giống chị, gương mặt nhẹ nhàng thanh thoát hơn, nhìn rất nữ tính, cuốn hút và trưởng thành hơn khá nhiều. Đặc biệt, cô em đã biết mặc những bộ đồ hở một chút để khoe những đường cong gợi cảm của mình. Đây là hình ảnh em gái Harry Won trong đám cưới của chị gái. Trước đó, Rudia Yu sở hữu gương mặt tròn trịa. Nhìn đôi mắt của em gái Harry Won còn híp. Ấy vậy mà gần đây lột xác nhìn khác hẳn. Rudia Yu trưởng thành chín chắn hơn rất nhiều. Cô bé còn biết mặc những bộ đồ thước tha nữ tính khoe được đường cong. Hình ảnh mới nhất của em gái Harry Won ăn mặc xanh điệu và sexy như người nổi tiếng. Nhìn bức ảnh này còn chẳng khác gì người mẫu luôn. Hương Giang Trường Giang bí mật đi ăn riêng, thân mật tiễn ra tầng xe. Điều đáng ngờ là người ngồi cùng bàn với diễn viên hài Trường Giang lại là một đương kim hoa hậu nổi tiếng. Sau khi tham gia nhiều buổi ghi hình tại thủ đô Hà Nội, hoa hậu Hương Giang trở lại thành phố Hồ Chí Minh chiều muộn ngày 14 tháng 4 và nhanh chóng di chuyển đến một quán ăn để dùng bữa tối. Điều đáng ngờ là người ngồi cùng bàn với đương kim hoa hậu chuyển giới quốc tế lại là diễn viên hài Trường Giang. Trên bàn ăn, Trường Giang và Hương Giang tỏ ra khá thân mật.
thậm chí 10 khó còn tiễn người đẹp chuyển giới ra đến tận cổng trước khi chia tay. Hương Giang tạm cất phương miệng và diện trang phục thoải mái đi ăn tối. Chuyện thật như đùa là người ăn cùng đương kim hoa hậu lại là Trường Giang. Cả hai còn dành cho nhau những cử chỉ khá thân thiết. Cuộc gặp đáng ngờ giữa hai ngôi sao diễn ra khá vui vẻ và tự nhiên. Ngay sau đó, 10 khó đích thân tiễn người đẹp ra xe, hoa hậu Hương Giang về nhà riêng, trong khi Trường Giang gặp mặt trợ lý và di chuyển đến địa điểm khác. Kết thúc buổi gặp, Trường Giang còn tận tình đưa Hương Giang ra về. Cả hai nhanh chóng ra xe và di chuyển theo hai hướng khác nhau.